Mình là Ulala, là người ngoài hành tinh đến từ thiên nhà Olala. Khi đi mình gặp sự cố nên buộc phải hạ cánh xuống trái đất, bị hấp dẫn bởi thế giới kỳ bí này và xinh đẹp này. Thế nên Ulala là ở lại nhà của Văn Thao. Xin chào, mình là Văn Thao. Xin chào, mình là Tí Ti, bạn của Văn Thao. Xin chào, chú là chú của Văn Thao, một lái xe tải của Nguyên Bác. Dù câu hỏi thế nào chú cũng đều đưa ra được đáp án. Câu hỏi của hôm nay là gì đây? Tại sao con người lại có màu da khác nhau? Chú ơi, sau khi ra ngoài xong mình sẽ đi đâu hả chú? Chúng ta sẽ ra ngoài biển chơi được không nè? Dạ, dạ được, khoan không? Wow, mọi người ơi, bên kia có người sô-cô-la kìa. Người sô-cô-la hả? Vậy còn người kia? Người bò sữa. Trời đất ơi, họ không phải là người sô-cô-la hay là người bò sữa gì đâu, mà là người da đen và người da trắng đó. Vậy còn các cậu là người da gì? Bản mình là người da vàng. Mà tại sao màu sắc làn da lại khác nhau nhỉ? À, điều này có liên quan đến hàm lượng sắc tố đen trong da đó. Trong tổ chức da có các tế bào huyết sắc tố giúp da tránh khỏi sự tổn hại bởi tia cực tím, từ đó làm sản sinh một loại vật chất gọi là sắc tố đen. Hàm lượng của sắc tố đen trong da càng cao thì màu da càng sậm, và ngược lại, hàm lượng sắc tố đen trong da càng ít thì da càng sáng màu. Nếu không có sắc tố đen, da dễ bị các tia cực tím làm tổn thương. Mức độ gay gắt của các tia cực tím giảm dần từ khu vực xích đạo đến hai cực của trái đất. Do đó, da của những người sinh sống ở các khu vĩ độ thấp thường tương đối sẫm màu. Da của những người sinh sống ở các khu vực vĩ độ cao thường tương đối sáng màu hơn. Mà chú ơi, sao những người da đen á sống ở những khu vực không phải xích đạo mà sao da không sáng lên ạ? Bởi vì tổ tiên của họ sống ở khu vực xích đạo, các sắc tố đen trong da đã tích tụ và di truyền cho đến đời sau. Đặc tính màu da là do di truyền, vì vậy màu sắc của da sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau đó cháu à. Người da vàng, người da trắng, người da đen. Vậy cháu thuộc loại người nào ạ? Cháu à? Vừa không phải người da trắng, cũng không phải người da đen. À, là loại dị chủng. Điều đó thì cần gì mọi người phải nói chứ. Mình là người ngoài hành tinh mà. Thiệt là nhớ nhà quá đi. Hãy để khoa học sống trong thế giới cạnh tranh. Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của Bulala để nhận được video mới nhất nhé.